Tuyển New Zealand gây sóng gió trước khung thành thủ môn Kim Thanh ra sao? Trưa ngày 10 tháng 7 trước đối thủ New Zealand có đẳng cấp cao hơn, tuyển Việt Nam bị lấn lướt hoàn toàn thi đấu bế tắc và chịu thua với tỷ số 0-2. Tuyển New Zealand liên tục tấn công dồn ép, vây hãm khung thành thủ môn Kim Thanh khiến cô chống đỡ khá vất vả. Kim Thanh thi đấu xuất sắc cản phá thành công nhiều pha bóng tưởng chừng như đã xuyên mành lưới tuyển Việt Nam. Phút 8 New Zealand đá phạt góc tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Cathy Bowen chọn vị trí tốt để dứt điểm nguy hiểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Phút 12 nhận đường truyền của đồng đội bên cánh trái, Bessie Hassett dứt điểm chéo góc đưa bóng đi sát cột dọc của Kim Thanh. Phút 36 India Pai Riley thoát xuống bên cánh phải và dứt điểm cực mạnh, nhưng thủ môn Kim Thanh vẫn kịp dùng chân cứu thua cho tuyển nữ Việt Nam. Liên tục dùng ép đối thủ, tuyển New Zealand đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam ở phút 17 và phút 44, qua đó giành chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu với tuyển nữ Việt Nam.